Xin chào các bạn, chào các bạn đến với live stream của mình. Chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ. Tính hồn hả? Hồn với hồn kìa. Cả đêm mình thích lên 2 ca như em làm chứ. 3 giờ qua anh làm, ngồi đang quay, ngồi quay cái kháng mất bố đúng thời gian rồi. Thế? Anh kháng một cái giam, kháng 2 cái nha. Em kháng rồi sao mình biết. Em thế hôm qua em còn phải biết cả văn bản ra gì à. Lần đầu là mơ ngỡ. Thế? Thế văn bản ra lại trên tình. Cần giấy đâu á, giấy cho bạn đâu. Chứ mới lấy hồ lại, em mới ra ngư đâu không? Hả? Anh nhìn được ra chữ em à? Nhìn được ra. Hả? Chữ gì? Anh nhìn được ra chữ của em à? Này. Này thua gì là so với chữ gì ta? Đây là chữ anh. Đây em. Nhưng chữ, chữ gì mà? Em đấy chỉ biết những cái câu cần kiểu quan trọng thôi, chứ không biết dài dòng ra. Chứ bây giờ hôm qua chơi con lớp đi sao à? Cái gì? À, em vừa cảm ơn bây giờ quên lớp. Sao bây giờ mình cũng mới nốt đây? 40. Nốt gì? Sao? Tăng của phim em phải qua dạy, lại qua dạy được trước. Ừ. Ngồi đâu? Năm giờ sáng chuẩn bị dậy xong rồi thì lại nằm bắt chặt cái kia. Em lên gì? Sao em? Lên gì? Cái bận gì ở đây? Nhớ em mà gọi chút trà sữa không gọi cho em. Gọi em làm gì? Nhớ rồi là phải uống một cách kiểu... Ủa? Mang sang cái bút đi. Okay,
Xin chào tất cả các bạn, mình đã quay trở lại đây. Chúc các bạn một buổi sáng thật là vui vẻ. Các bạn cùng chơi game và xem live với mình nha. Xin chào tất cả các bạn đến với buổi live stream của mình. Chúc các bạn xem live xong rồi á. Ủa đi. Ôi, sao không đăng nhập được để tải game? Mà cứ đặt xóa đi. Không, đây này, nó vẫn có mèo ở đây này, nhưng mà nó bắt chắc được cái gì ấy. Xóa cái tài khoản đi. Anh ngủ rồi thì đó. Mẹ à. Mẹ à. Mẹ à.
Nước đi xong nói. Nhưng ngủ đi con gì lắm á. Ok. Bài cái này em làm chưa? Được rồi. Mày làm chưa? Cái gì ạ? Cái con mèo rồng 7653 ấy. 6753. Đang chưa làm? Em làm từ dưới lên đúng không? 6000 ấy. Em làm, đang làm ở 8000 rồi. Thế thì mình 654. Đừng có căng còi lên không làm ạ. Nào 11 con. Dưới anh. Đây đây á. Ừ. Sao cái này nó chiếu qua ngủ. Chưa làm, chưa làm. Đây anh làm luôn đi. Không, không. Không đủ. 8 con đúng không? Anh 8, 8 con, 8 con nữa. 1 con này. 1 con thì giờ là 3 con. Đi chân anh làm luôn đi. Rồi. Có điện thoại qua nào không? Được không? Phải lên giường. Xong. Không. Em dùng con nào em được cứ mở lên như vậy. Cái kia là con nào vậy? Có cái kia được cái thằng nhau cái gì? Cái nhau cái gì? Cái thằng có trông thì... Một cây sáng cận cho anh mất tài khoản. Bài của ai không tưởng hết tiền nhất rồi tưởng hết tiền nhất rồi mẹ nào hết quá chơi đêm rồi nha.
kiểu nghe nó gục như bàn là kiểu nó hết chuyện hết rồi. Đi ra phải phải hết. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của tôi. Cái xem cái lúc này. Mình là mình rút kinh nghiệm. Chúc các bạn xem livestream vui vẻ. Trưa hoặc là đến nửa buổi. Buổi lắm. Buổi là bao nhiêu? Chơi game mà cũng ngồi đánh như mình ấy, bằng nhau ấy. Chiều nay kiểu gì cũng chẳng được hưởng mình. Dạ. Yeah. Chiều nay thôi. Mỗi người một quạt. Ok. Giờ ta nghe hai đứa sẽ nói chuyện với ai. Ok. Sao? Mẹ làm sắp mặt đi, nói chuyện với ai. Chưa đôi xin chào các bạn. Chính biết là con nghe nào chú ạ?
Đây. Cho đi xong đi đánh nhau ở thằng khu ấy nhỉ. Mày con này không ai thương rồi. Hả? Thằng khu thôi. Thôi rồi con nhìn thằng nào rồi. Đi chưa đủ. Đấy sao? Tụng ơi, ở chiếc nào ấy Tụng? Cân người đi xeo, người đi 15 xeo và ra là quán xeo cạnh kinh vây cũng biết 18 xeo được không anh? Trẻ vừa 15 thôi. 18 thì 50. Bá 30 xeo đi. Bá 30 xeo đi nhà đúng không? 16, 16 được anh nhỉ? Chú đấy được, vậy thì 8 được chút đấy. Gần cái tí em cái này đúng không? Chị là gần cái này đi chị này chị nó có cả mười lăm triệu ấy.
ấm meo cho ta có chiều ấy, để bạn phải có chút tương mê. Đây chỉ gửi cơ mà. Nó bụt. Chút tương mê đấy. Thế ở bên cái chiếc kia là có chỗ lấy nhỉ? Kênh 15 người mọi người. Xít nào? Xít mình thấy kênh nhà ấy. Xít tổng đấy á? Đúng, xít bên làm cái nhà 23 ấy. Đúng mới đấy. Đúng rồi, có chỗ lấy. Lớp cả ra cả hai bên ạ? À? Có một bên thôi. Bên xít mình được không? Gửi cho em tài khoản AI của tên đấy mà. Mình đọc trong lòng đường tay. Cái tương hoa sinh lọc là cái gì ạ? À? Đây em gặp cây cái... Mày đánh người, mày đánh người gặp thêm tương hoa tiết ngọng. Coi tiết con mày đấy mít.
Bắt đầu cô đi rồi. Tao không có tiền đâu. Bạn tính gì mày? Mày cũng ok. Bạn cái gì hả? Cứ chơi đi. Ừ. Trước ngày xưa giới thiệu mình một việc là khách sạn là con giám đốc xây dựng ngày xưa mà mình tập bằng gì ạ bán được đấy kiểu nó có lẽ nó thích chế đao đấy nó thích là anh mình chứ anh ấy vào đây làm
Thank you.
Thank you.
xung sáng ngủ nghe tiếng chim hót. Quả mấy bộ chín tổng ngủ ngon. Đấy mắt có thể vỗ chỗ. Con mắt xin được sâu 5 giờ kém nó đã hót rồi. Đêm con chim ở ngoài cơ, mà con chim ở trong nhà đâu. Nó bầu ở đúng chỗ cái bóng điện nó hoa được. Thank you.
rau mà mua xôi ăn được, còn tôi không rau mình bảo ăn xôi xôi thì nó nhẹ ở dưới. Ba 60923
mercado. Thank you.
Thank you.
thử quay lên tích đã nhá. Tưởng ừ. Những gì đấy là 20k hay là gì? Là có bắn cái 10 đâu anh? Xin chào và hẹn gặp lại. Video lốt có vào đấy vậy? Số lượng video này.
là dưới cuối đấy. Thank you.
Mời anh. Ơi. Anh ơi, con nói có quậy không? Không, đúng rồi. Em chưa đọc. Thank you.
Thank you.